Bên cạnh đó thì 80% doanh thu của DGC là thu bằng đồng đô, trong khi đó thì chỉ có 40% giá vốn của DGC là USD thôi. Hello, chào mừng anh chị em đến với chuyên mục cổ phiếu 10 phút của Team Tech Profit, mình là Đức Mạnh. Và video lần này thì mình sẽ cập nhật cho anh chị em những cái kết quả kinh doanh của DGC trong quý 3 năm 2022 này, và liệu là DGC có những cái rủi ro cũng như là triển vọng gì trong thời gian tới, thì mời anh chị em hãy cùng đồng hành với mình trong khoảng vài phút tiếp theo video nhé. Ok, và trước khi đi vào phần phân tích cơ bản về mặt cổ phiếu thì mình sẽ sử dụng bộ công cụ của Tech Profit để đánh giá qua về cái sức mạnh giá của cổ phiếu so với VN Index. Thì có thể thấy là trong 60 phiên trở lại đây, sức mạnh giá của DGC là đi khá là sát so với thị trường chung. Tuy nhiên thì nếu mà mình nhìn vào 20 phiên trở lại đây thì có thể thấy là sức mạnh giá thì đang đi cắt lên so với VN Index. Có thể thấy là trong cái giai đoạn này thì sức mạnh giá của DGC nó đang vượt trội hơn so với thị trường chung. Thì đó là một chút về cái mặt kỹ thuật, thì còn chi tiết hơn về cái mặt cơ bản của cổ phiếu DGC thì xin mời anh chị em hãy cùng đồng hành với mình trong vài phút tiếp theo nhé. Ok, và bài chia sẻ của mình thì bao gồm hai phần. Đầu tiên thì mình cũng sẽ update về cái kết quả kinh doanh quý 3 năm 2022 của DGC, và cái phần thứ hai là mình xem là liệu là DGC trong thời gian tới nó có những cái rủi ro cũng như là triển vọng gì trong ngắn và trung hạn. Thì đầu tiên thì nói về kết quả kinh doanh quý 3 năm 2022 của DGC thì có thể thấy là doanh thu thuần của DGC đã đạt khoảng 3.695 tỷ đồng, tăng khoảng 75% so với cùng kỳ 2021. Tuy nhiên thì nó lại giảm 7% so với quý trước. Thì điều này được lý giải là do giá phốt pho vàng đã hạ nhiệt so với cái vùng đỉnh là từ quý trước. Tuy nhiên thì vẫn được ở neo ở một vùng khá là cao so với năm 2021. Bên cạnh đó thì cái doanh thu hoạt động tài chính nó tăng đột biến lên 143 tỷ, gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2021, và nó tăng hơn 40% so với quý trước. Là điều này là do là lượng tiền gửi của DGC đang rất lớn, bởi vì là những cái quý trước thì DGC ghi nhận những cái lợi nhuận giữ lại rất là lớn. Thì chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp của DGC thì không có nhiều biến động, do vẫn duy trì một cái tỷ lệ tương đối thấp trên tổng doanh thu thuần của DGC. Nhờ đó mà cái lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đã đạt khoảng 1.413 tỷ đồng, thì cái lợi nhuận này nó tăng khoảng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên thì nó giảm khoảng 20% so với quý trước. Thì ngoài ra DGC cũng đang sở hữu một cái lượng tiền mặt khá là lớn, và nó lên đến khoảng 8.000 tỷ. Đây là một con số nó chiếm khoảng 70% tổng tài sản của công ty. Cái việc dự trữ tiền mặt này từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thì nó mang đến cho DGC một cái vị thế là khá là an toàn trong cái bối cảnh mà lãi suất tăng rất cao hiện nay. Với cái lượng tiền mặt lớn như vậy thì điều này nó cũng giúp cho DGC nó có sẵn cái nguồn lực để có thể tài trợ cho cái dự án là CAV Nghi Sơn của công ty. Đây là một cái đại dự án của DGC trong thời gian tới. Thì nhìn chung thì có thể thấy là kết quả kinh doanh của DGC nó nếu mà được coi là tốt thì nó vẫn là được tốt nếu mà so với cùng kỳ. Tuy nhiên thì anh chị em cũng có thể thấy là cái xu hướng nó đang giảm so với quý trước đó. Điều này thì cũng thể hiện khá rõ về cái tính chu kỳ của DGC. Còn về rủi ro trong ngắn và trung hạn thì mình đánh giá là DGC sẽ phải chịu gặp nhiều những cái áp lực lớn khi mà nhu cầu về chất bán dẫn trên toàn cầu đang sụt giảm. Thì điều này nó cũng sẽ khiến cho cái giá phốt pho vàng nó khó tăng mạnh được. Thì nhìn vào cái biểu đồ bên trên thì có thể thấy là cái xu hướng của doanh thu chất bán dẫn trên toàn cầu thì đang có xu hướng là giảm. Với một cổ phiếu mà nó mang nặng tính chu kỳ cũng như là nặng tính hàng hóa như DGC thì nó sẽ gặp một cái áp lực rất là lớn. Cụ thể thì cái giá phốt pho vàng nó là nguyên liệu đầu vào chính để có thể sản xuất chất bán dẫn. Thì trong cái giai đoạn nửa cuối năm 2021 và nửa đầu năm 2022 thì cái nhu cầu về chất bán dẫn nó tăng mạnh. Thì điều này nó khiến cho cái giá phốt pho vàng cũng neo theo một cái xu hướng như thế. Anh chị em có thể nhìn thấy ở cái biểu đồ ở bên dưới, đó là biểu đồ về giá phốt pho vàng. Thì hiện tại giá phốt pho vàng thì vẫn đang giữ ở một cái vùng khá là cao. Tuy nhiên thì cái bối cảnh vĩ mô bây giờ nó đang thay đổi. Các quốc gia thì đang đối mặt với những cái rủi ro liên quan đến suy thoái. Thì điều này nó dẫn đến là nhu cầu về các sản phẩm chất bán dẫn mà cũng suy giảm theo. Do đó thì cái tốc độ tăng trưởng doanh thu của chất bán dẫn trên toàn cầu nó đã suy yếu, và điều này nó cũng sẽ tác động lớn đến cái xu hướng giá phốt pho trong thời gian tới. Tuy nhiên thì trong cái bối cảnh hiện tại thì mình cũng đánh giá là nó không thực sự là quá xấu đối với DGC. Khi mà mặc dù nhu cầu hiện nay đang sụt giảm, tuy nhiên thì cái nguồn cung trên toàn cầu thì nó cũng đang sụt giảm. Cụ thể là vào ngày 26 tháng 9 này thì tỉnh Vân Nam của Trung Quốc là nơi mà nó chiếm đến 40% công suất sản xuất phốt pho vàng của Trung Quốc thì đã ban hành một cái kế hoạch, đó là quản lý cái việc sử dụng năng lượng, nó có hiệu lực từ tháng 9 năm 2022 cho đến tháng 5 năm 2023. Cái nguyên nhân là do là Vân Nam đang gặp hạn hán thì nó thiếu hụt những cái nguồn thủy điện. Vì thế những cái nhà máy mà dùng nhiều điện như các nhà máy công nghiệp nặng phải đóng cửa hoặc là giảm sản lượng, thì trong đó có nhà máy sản xuất phốt pho vàng. Thực tế là trong 2 tuần cuối của tháng 9 năm 2022, nó đã chứng kiến một cái việc là sản lượng phốt pho vàng hàng ngày của tỉnh Vân Nam nó đã giảm đến 40% so với trước.
Với tình hình hiện tại thì các kế hoạch mở rộng công suất về sản xuất phốt pho vàng trong cái giai đoạn 2023 và 2024 thì nó có khả năng cao là nó sẽ bị trì hoãn. Điều này nó sẽ giúp là duy trì những cái lợi thế của DGC lâu hơn, và cái giá phốt pho vàng thì nó cũng sẽ neo ở mức cao lâu hơn và nó sẽ không giảm quá mạnh. Ngoài ra thì DGC thì nó cũng được hưởng lợi khi mà cái lượng tiền gửi của DGC nó tăng mạnh trong quý gần đây, với các lượng tiền mặt lên đến là 8.000 tỷ, nó chiếm 70% tổng tài sản của DGC như lúc nãy mình có đề cập. Điều này sẽ khiến lãi tiền gửi tăng lên trong bối cảnh lãi suất cao. Thì bên cạnh đó thì DGC cũng không cần phải đi vay nợ quá nhiều để có thể tài trợ cho cái dự án là CAV Nghi Sơn sắp tới của mình. Bên cạnh đó thì 80% doanh thu của DGC là thu bằng đồng đô, trong khi đó thì chỉ có 40% giá vốn của DGC là USD thôi. Do đó thì DGC có thể được hưởng lợi về tỷ giá, khi mà trong thời gian qua thì tỷ giá USD trên Việt Nam đồng nó tăng rất cao lên mức khoảng gần 25.000. Có thể thấy là cái bối cảnh vĩ mô hiện nay thì DGC nó cũng sẽ được hưởng lợi bởi tỷ giá cũng như là lãi suất cao. Tuy nhiên thì nếu mà nhìn vào một cái bức tranh chung của nền kinh tế nó đang kém khả quan hiện nay thì nó sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến nhu cầu của DGC và nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu của công ty. Do đó thì đối với DGC thì theo mình trong cái giai đoạn hiện nay thì DGC đang ở nửa sau của chu kỳ rồi. Và để có thể đầu tư vào DGC thì mình nghĩ đây không phải là một cái thời điểm phù hợp. Sắp tới vào ngày 12 đến ngày 13 tháng 11 thì Take Profit có tổ chức khóa học là Trading Mastery do anh James là phó giám đốc chuyên môn của Take Profit trực tiếp đứng lớp. Thì khóa học này sẽ cung cấp cho anh chị em những cái kiến thức từ cơ bản cho đến nâng cao về phân tích kỹ thuật cũng như là những cái tư duy giao dịch và cách quản trị rủi ro. Thì nếu anh chị em nào quan tâm thì có thể đăng ký đường link mình để ngay bên dưới hoặc có thể truy cập vào trang web takeprofit.vn nhé. Ok, và bài chia sẻ của mình về mã cổ phiếu DGC thì đến đây là kết thúc. Thì xin cảm ơn tất cả anh chị em nhà đầu tư đã cùng đồng hành với mình đến cuối video. Nếu anh chị em thấy bài chia sẻ của mình hữu ích thì hãy cho mình xin một like, một lượt đăng ký kênh Take Profit và đừng quên ấn nút chuông để đón chờ các video tiếp theo nhé.